Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế, làm 3 người bị chết. Các trường đại học đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực thủy sản trước yêu cầu phát triển bền vững của ngành thủy sản. Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác trợ giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, phóng sự nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng sớm nay ngày 18 tháng 4, trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế đã xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người trong một gia đình bị chết, phản ánh của phóng viên thời sự. Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng nghi do chập điện xảy ra tại số nhà 81 đường An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế. Theo người dân ở xung quanh, ngọn lửa được phát hiện và bùng cháy dữ dội cùng với những tiếng kêu cứu của những người mắc kẹt trong đám cháy vào khoảng hơn 3 giờ sáng. Đang ngủ thì nghe mùi khét, nên với là nghe tiếng cứu vợ, nên là em về kiểm tra thì không nhà không cháy, nhưng mà chạy ra đường thì thấy nhà bên đường cháy, nhưng mà trong nhà là nghe tiếng cứu vợ, nhưng mà chưa ai phát hiện hết. Trong nhà là cháy nhiều, cháy lớn, nghe tiếng nổ nữa, nên là giờ hàng xóm đâu là gọi cửa mấy nhà xung quanh với là kêu xe cứu thương, cứu hỏa dầm. Là lúc là 3 giờ 15 á, trong nhà vẫn nghe tiếng phụ nữ kêu là cứu vợ. Sau khi xảy ra cháy, người dân đã kịp thời báo cho lực lượng chức năng. Công an thành phố Huế đã nhanh chóng điều các lực lượng đến hiện trường để dập cháy. Đến gần 4 giờ 30, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt, không cháy lây lan sang những căn nhà khác bên cạnh. Tuy nhiên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Sau khi nhận được tin thì tôi cũng đã chỉ đạo trực tiếp các lực lượng tham gia, trước hết là lực lượng cảnh sát cơ động giao thông, rồi công an phường bảo vệ hiện trường. Sau đó chúng tôi cũng đã kịp thời điện cho là phòng cháy chữa cháy. Huy động như vậy cũng 6 đến 7 xe về để tập trung cứu chữa. Thì trong quá trình chữa cháy là cũng lực lượng chữa cháy triển khai cũng tương đối nhanh. Cho nên đến khoảng 4 giờ rưỡi, 4 giờ 25 ấy, thì là cơ bản là dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên thì quá trình kiểm tra thì trong gia đình là có 3 người chết. Trong đó ông Đặng Vấn sinh năm 1963, rồi bà là Võ Thị Nhớ sinh năm 65. Và một đứa con gái là Võ Thị Yến Nhi sinh năm 2007 đã chết ở trên kia gác xếp. Được biết ba nạn nhân trong nhà là vợ chồng và con gái, hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người thân tổ chức an táng và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy ngôi nhà rộng chừng 35 m, vừa là nơi ở và sử dụng làm cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, chỉ có một cửa chính là cửa sắt kéo, không có lối thoát hiểm, nhiều hàng hóa kinh doanh đã bị thiêu rụi. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Trong 3 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt trên 4 triệu 500 lượt khách. Đây là số liệu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố. Với trên 4 triệu 500 lượt khách quốc tế đã giúp lượng khách của 3 tháng đầu năm nay tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khách nội địa, ngành du lịch cho biết trong 3 tháng đầu năm ước đạt 24,9 triệu lượt khách, trong đó có 12,6 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 175.000 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng cho biết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 đang được Bộ triển khai tại tất cả các tỉnh thành và các trường đại học, học viện trên cả nước. Theo dự kiến, lễ trao giải và công bố Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Hà Nội. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 3 tháng năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia CPTPP tăng. Theo đó, tính đến thời điểm tháng 3 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 683 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 83% so với tháng trước, nhưng giảm 1,9% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 3 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 1,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia CPTPP đạt 196,4 triệu đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản, Canada, Mexico, Malaysia tăng trưởng khả quan, trong khi xuất khẩu sang Úc chỉ tăng nhẹ.
Thưa quý vị, với mục tiêu mà chính phủ đã đặt ra là đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đến năm 2020 đạt 10 tỷ đô la Mỹ thì ngành thủy sản đang đứng trước những cơ hội và tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, muốn ngành này phát triển một cách bền vững thì cần phải có nguồn nhân lực có chất lượng để áp dụng cả công nghệ sản xuất tiên tiến và kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay, nhiều trường đại học có chuyên ngành thủy sản đang chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo số liệu từ Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng của cả công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản năm 2018 đã vượt qua số lượng sinh viên tốt nghiệp. Cụ thể, đã có hơn 10 doanh nghiệp với 400 chỉ tiêu tuyển dụng, trong khi số lượng sinh viên ra trường của cả 3 ngành đào tạo thủy sản chỉ khoảng 300 sinh viên. Như vậy, trong một vài năm tới, nguồn nhân lực vẫn tiếp tục cần được bổ sung để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của ngành. Để mà làm bên ngành thủy sản của CP bây giờ thì cần rất là nhiều. Hiện tại là CP sẽ mở rộng thêm bên ngành thủy sản, bên Tài Giống là bây giờ là có 5 chi nhánh rồi, có cần thêm là 9 chi nhánh nữa. Vấn đề đặt ra cấp thiết hiện nay, để có được nguồn nhân lực chất lượng cao thì đòi hỏi cả cơ sở đào tạo phải có sự điều chỉnh phương pháp dạy và học. Trong những năm qua, Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tích cực đổi mới, chủ động hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực hành, thực tập. Thông qua các học kỳ doanh nghiệp kéo dài từ 4 đến 6 tháng tại các doanh nghiệp, sinh viên đã được trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và còn được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên được thưởng theo doanh thu từ các trang trại, cơ sở sản xuất với mức từ 20 đến 40 triệu đồng một đợt. Đây là khoảng thời gian quan trọng để sinh viên tiếp cận và tích lũy kinh nghiệm cần thiết. Riêng của chúng ta là gặt hái được rất là nhiều kinh nghiệm. Đầu tiên là những kinh nghiệm từ thực tế, khi mà các bạn không thể nào mà nắm bắt được những cái kiến thức này ở trên giảng đường. Cái thứ hai là khi các bạn có cái cơ hội cọ sát về chính cái việc làm tương lai của mình, và các bạn sẽ có được cái niềm đam mê và tình yêu riêng đối với nghề nghiệp mà mình đã chọn. Điều đặc biệt quan trọng nhất là đào tạo gắn liền với doanh nghiệp. Chúng tôi đưa sinh viên đi thực tập tại các cái doanh nghiệp. Cái thứ hai là kéo dài thời gian thực tập từ 5 tuần lên 4 đến 5 tháng. Và nhờ cái phương pháp này cho nên chúng tôi đã nâng cao được cái kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp cận được cái công nghệ mới về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là vấn đề nuôi tôm. Vấn đề thứ ba cũng rất là quan trọng là giúp cho sinh viên tạo được cái áp lực của công việc cho sinh viên tích cực hơn, yêu nghề hơn trong lĩnh vực của mình. BIM thì cũng chia sẻ rất là nhiều những cái hoạt động thực tế, mô hình thực tế cũng như là cái quy trình công nghệ thực tế chia sẻ lại cho Khoa để làm sao mà Khoa có những cái chương trình đào tạo phù hợp với cái mô hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp. Nhà trường phải khẳng định rằng là tiếp tục phát triển học kỳ doanh nghiệp, nhưng mà cái sự tham gia của các công ty, các doanh nghiệp ngày càng nhiều trong cái chương trình đào tạo đó, để công ty doanh nghiệp và nhà trường thực sự đào tạo ra cho xã hội những cái con người mà xã hội cần, công ty cần, doanh nghiệp cần. Và đó chính là cái sản phẩm cao quý nhất của nhà trường. Với những mô hình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp như thế này sẽ giúp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp khi có nguồn lao động đều đặn trong thời gian ngắn và sau đó có thể tuyển dụng chính thức vào làm việc. Nhà trường và doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ, hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra lao động, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Đoàn giám sát kiểm tra phòng chống bệnh phong của Trung ương và tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Phong Điền về kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong trên địa bàn huyện Phong Điền. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ bệnh phong huyện Phong Điền, từ năm 2000 đến nay, chương trình phòng chống bệnh phong của huyện duy trì các hoạt động khám, quản lý điều trị, hướng dẫn phòng tránh tàn tật, phục hồi chức năng, đồng thời tăng cường công tác giáo dục y tế bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Hiện nay toàn huyện có 9 bệnh nhân phong tại 8 trên 16 xã thị trấn. Riêng từ năm 2017 đến nay, huyện Phong Điền không phát hiện trường hợp bệnh nhân phong mới. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương là xã Phong Sơn và xã Phong Hiền, đoàn giám sát kiểm tra phòng chống bệnh phong của Trung ương và tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Phong Điền đã đạt được trong triển khai thực hiện công tác phòng chống và loại trừ bệnh phong. Kết quả đánh giá theo quy định tại thông tư số 17 ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ Y tế, Phong Điền đạt 4 trên 4 tiêu chí và được công nhận là địa phương loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới tổ chức lớp tập huấn triển khai một số văn bản chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến một số văn bản chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội như Thông tư số 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, triển khai Nghị định số 136 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư 243 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa và những vấn đề cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội và công tác quản lý. Qua buổi tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội nâng cao chuyên môn năng lực nhằm thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại A Lưới. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 4 hàng năm được chọn là Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Tại Thừa Thiên Huế, với con số hơn 30.000 người khuyết tật, công tác chăm lo trợ giúp cho đối tượng đặc thù này đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với các chương trình hỗ trợ có chiều sâu, nhiều người khuyết tật đã vươn lên trong phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình. Quan trọng hơn, chính họ đã vượt qua mặc cảm là gánh nặng cho xã hội để ngày càng hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Từ một cô gái kém may mắn khi sinh ra với đôi mắt bị mù, nhưng bằng nghị lực, Phạm Thị Ngọc đã vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Với thu nhập trung bình 6 đến 7 triệu đồng một tháng từ công việc massage tại cơ sở Niềm Tin của Hội Người Mù tỉnh, Ngọc không chỉ trang trải cuộc sống của bản thân mà còn phụ giúp kinh tế cho gia đình. Không riêng gì Ngọc mà nhiều hội viên của Hội Người Mù tỉnh đã vượt qua mặc cảm tự ti của bản thân để hòa nhập với cộng đồng. Vào làm thì cả anh chị và cô chủ lại giúp đỡ cho em về tay nghề nâng cao, rồi sau đó thì cuộc sống của em là được thay đổi, là có thêm thu nhập, giúp đỡ cho bạn, vừa giúp đỡ cho mình còn có thể giúp đỡ cho bạn gia đình một ít nào đó. Hội luôn quan tâm đến cái việc là chăm lo đời sống cho hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng về dạy nghề, chúng tôi cho người mù và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh dạy nghề, và đồng thời sau khi đào tạo nghề thì chúng tôi cho thành lập các công ty, các hợp tác, 5 hợp tác xã, 3 cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho người mù và để có thu nhập ổn định và từng bước cải thiện đời sống. Còn đây là trang trại nuôi dê của anh Nguyễn Đức Hưng, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, với gần 40 con dê giống. Không chỉ phục vụ cho thị trường tiêu thụ tại địa phương, trang trại của anh còn cung cấp dê cho các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mô hình phát triển kinh tế của anh chỉ mới phát triển theo hình thức nhỏ lẻ, thiếu nguồn vốn để mở rộng sản xuất nên hiệu quả kinh tế đem lại chưa cao. Người khuyết tật thì gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn. Nói chung là riêng bản thân tôi và toàn bộ trên địa bàn, nói chung cho là đề nghị chính quyền là cho là vay vốn để mà làm ăn. Kính đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện quan tâm để cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Phong Điền chúng tôi tiếp cận nguồn vốn vay của chính ngân hàng chính sách xã hội huyện Phong Điền được sớm nhất để giải quyết vấn đề đời sống cho hội viên. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 30.000 người khuyết tật. Thông qua các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương, các cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã đào tạo dạy nghề được 23 khóa cho 355 người khuyết tật học các nghề chủ yếu như may, thêu, thủ công mỹ nghệ, làm tâm hương. Bên cạnh đó, mạng lưới chương trình phục hồi chức năng dịch vụ cộng đồng cho người khuyết tật được hoạt động ở 152 xã, phường, thị trấn, cũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Với mục tiêu làm thế nào đó để người khuyết tật thực sự hòa nhập với cộng đồng một cách tích cực, chứ không phải là đứng bên lề hay là đứng song song. Thì chúng tôi về mặt chủ trương, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái chỉ thị về tăng cường công tác người khuyết tật trên địa bàn. Ngoài ra, các cái hoạt động chuyên môn thì chúng tôi tiếp tục triển khai các cái đề án về trợ giúp người khuyết tật, trong đó tập trung chú trọng đến sự tiếp cận của người khuyết tật trong các cái công trình giao thông xây dựng và các cái nội dung liên quan tới đào tạo nghề, tới giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Để người khuyết tật tự tin vươn lên trong cuộc sống, việc tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật là rất cần thiết, giúp họ có việc làm ổn định để cải thiện đời sống.
Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người khuyết tật cũng cần được quan tâm chu đáo, và những tấm gương người khuyết tật không đầu hàng số phận, thành công trong cuộc sống sẽ là động lực tiếp thêm tinh thần để những người khuyết tật vượt lên mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, từng bước phát triển kinh tế, trở thành người có ích cho xã hội. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có chỉ thị các nhà trường cần xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường, tăng cường quan tâm các em học sinh cảm biệt, học sinh yếu thế, thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để chủ động tiếp nhận xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. Theo chỉ thị số 993, tại các cơ sở giáo dục, thủ trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an ninh an toàn trong cơ sở giáo dục. Các nhà trường cần xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời cần phát triển cả câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh, tăng cường cả hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để hình thành phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Bên cạnh đó, cần thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục như hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát để chủ động tiếp nhận xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. Bồi dưỡng nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý để thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn xung đột trong trường học. Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xử lý, tháo dỡ các sợi dây thuê bao đang treo trên cột tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế. Các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý, tháo dỡ dây thuê bao tại các tuyến đường Lê Quý Đôn, Lê Huân, Đặng Thái Thân, Lê Duẩn thành phố Huế. Đây là những tuyến đường đã được đầu tư hệ thống cổng bê ngầm. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tham gia trong quá trình xử lý, tháo dỡ dây thuê bao. Việc hàn ngầm dây thuê bao tại 4 tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế sẽ góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị. Đây là hoạt động được triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp treo dây thuê bao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và theo thông tư số 71/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình tại buổi họp nghe báo cáo công tác chuẩn chỉnh cáp viễn thông và quảng cáo dạng cột điện. Hơn một tuần trở lại đây, ở thành phố Huế xuất hiện tình trạng một nhóm người đồng bào dân tộc gồm phụ nữ và trẻ em đi xin ăn, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố. Theo như phản ánh của nhiều người dân, từ sáng sớm, những người bà con dân tộc này thường di chuyển từ hướng khu vực cầu Phú Xuân đi dọc trên tuyến đường Lê Lợi, sau đó đứng ở khu vực các bệnh viện, công viên, vào cả quán cà phê trên các đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Điện Biên Phủ để xin tiền của người đi đường, du khách và cả người dân. Tìm hiểu của chúng tôi, ban đầu khi thấy bà con dân tộc vào nhà xin tiền, người dân nghĩ là do nhờ đường khó khăn nên sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, sau đó, việc ăn xin này diễn ra liên tục nhiều ngày khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan và môi trường du lịch của Huế, nhất là thời điểm Festival Nghề Truyền thống Huế 2019 đang đến rất gần. Vậy nên thiết nghĩ, cơ quan chức năng thành phố Huế cần sớm tìm hiểu hoàn cảnh của bà con để có biện pháp phù hợp, không thể để tình trạng này tiếp diễn trong thời gian lễ hội diễn ra. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cảnh báo về một đợt nắng nóng rất gay gắt, nhiệt độ lên tới 39-40 độ sắp xuất hiện bao trùm trên diện rộng. Chiều ngày 17 tháng 4, ở khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, đợt nắng nóng này sẽ mở rộng ra cả tỉnh Trung Bộ và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-37 độ. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến là 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng cục bộ sẽ xảy ra ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ với nền nhiệt độ khoảng 34-35 độ. Sau đó từ ngày 19 tháng 4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng trên khu vực này với nền nhiệt độ phổ biến là 34-37 độ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 22 tháng 4. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.